Chào các bạn. Mình đang ở bản Bon, thuộc vào xã Đại Lào của thành phố Bảo Lộc. Đây là điểm dừng chân tiếp theo của mình khi đến với thành phố Bảo Lộc. Ở đây thì mình cũng có một số ấn tượng mình muốn chia sẻ với các bạn. Lần trước thì mình ở một cái farm khá là rộng, nhưng lần này thì mình đến một cái farm bé thôi. Cũng ở trên nhóm group tình nguyện viên. Đây là farm của anh Nguyễn Hà Cao Nguyên. Anh thì muốn tuyển tình nguyện viên đến đây để giúp đỡ anh làm các công việc liên quan đến sao chè, tức là hái chè, sao chè đấy. Thì đầu tiên là mình chỉ biết đến anh với cả công việc đó thôi. Thế nhưng mà khi đến đây thì mình biết thì ra xung quanh anh còn có cả một cộng đồng nữa. Đó là cộng đồng bản Bon. Cộng đồng này thì bắt nguồn từ việc là có một người đã tới đây lập nghiệp. Và sau đó thì từ cái người đầu tiên ấy thì đã mở rộng thêm nhiều hộ gia đình khác. Và ý tưởng của chung tất cả các hộ gia đình này là sẽ lập lên một cái cộng đồng du lịch. Đấy, đặt tên là bản Bon ấy. Nghe tên rất lạ, nhưng thực ra thì ở đây toàn là những người ở Sài Gòn này, hoặc là thành phố lên đây với cả tiêu chí bỏ phố về rừng, lập lên một cái làng mà có thể phát triển du lịch này. Đấy, và đồng thời thì sống theo lối sống mà gần gũi với thiên nhiên nhất có thể. Ví dụ như là mình đang ngồi ở đây là một cái mái lá, cũng giống như là ở bên Viva, bên là Belliza, đúng không? Đó là một cái xu hướng mà xây nhà rất gần gũi với thiên nhiên. Và khi mà khách đến đây thì có thể trải nghiệm được cái sự hòa hợp với thiên nhiên cao nhất, tốt nhất. Nhà của anh Nguyễn Hà Cao Nguyên thì cũng xây dựng mái lá thế này này. Đồng thời thì có cái mái lứa nữa. Vách là bằng nứa. Tức là nó còn ở cái mức độ mà thể hiện sự gần gũi cao nhất cơ. Ở đó thì anh Nguyễn Hà Cao Nguyên đã xây một cái nhà to để anh cùng với gia đình sống, và một cái nhà bé hơn nữa là một nơi mà cho khách du lịch đến đấy trải nghiệm. Tuy là cuộc sống ở đây ấy, mình cũng thấy là không có nước nóng này, không có các điều kiện khác, nói chung là điều kiện về vật chất thì nó khá là thiếu. Thế nhưng mà cái điểm mà hay nhất ở đây vẫn chính là cuộc sống. Tức ngoài thiên nhiên ra, ngoài khí hậu ra ấy, thì cái điểm hay nhất mình thấy ở đây chính là cái cuộc sống ấy, là cách nghĩ của con người. Thì ở đây bản Bon đã có một cái tiêu chí chung cho các hộ gia đình là phải làm thế nào xây dựng được một cộng đồng du lịch. Chính vì thế những con người ở đây họ vô cùng hiếu khách. Ví dụ như là khi là mình đi ra ngoài đường chính, từ nhà anh Nguyễn Hà Cao Nguyên ra đường chính ấy, và đi vào, nếu mà gặp người dân ấy, họ đều chào hỏi, và có những người họ còn đưa đón mình vào tận nơi cơ. Rất là niềm nở, dễ mến. Điều đó làm cho mình có một cảm giác như là được trở về ngôi nhà của mình ấy. Nó khác hẳn với cả thời kỳ mình ở Kon Tum hay Tây Nguyên, Kon Tum hoặc Gia Lai. Đặc biệt là lối sống của con người ở đây, cái suy nghĩ ấy, đúng là suy nghĩ của những con người bỏ phố về rừng. Họ bỏ phố về rừng không phải trên phương diện vật chất, địa lý, mà là trên phương diện về tinh thần. Ví dụ như là anh Nguyễn Hà Cao Nguyên ấy, thì anh có một cái quan điểm là sống thế nào để cho thoải mái nhất. Anh không có ép những tình nguyện viên là phải làm việc cụ thể một giờ nào, hay là làm cụ thể cái gì, mà mình thích làm vào lúc nào và làm cái gì là tùy mình, đúng không? Cái tư tưởng của anh cũng rất là thoải mái khi nói đến tiền. Với anh thì mọi thứ xung quanh ấy nó dễ dàng, chứ nó không cần phải khó khăn, không cần phải tâm suy nghĩ cái gì cả. Và sau này khi mình có gặp thêm một số những người khác ở trong cộng đồng bản Bon thì mình cũng cảm nhận được điều này. Họ sống với một cái tư tưởng thoải mái như những người ở làng quê ấy, rất là chân chất. Ngoài ra thì xung quanh bản Bon ấy cũng có một số những cái làng nghề khác do những cá nhân lập lên, sau đó thì tạo thành một cái cộng đồng. Ví dụ như là làng Yến này, hay là làng Cá này. Như vậy là ở đây ấy, những con người ở thành phố đã đem đến cho cái khu vực xã Đại Lào này một cái không gian khác, đúng không? Một không gian không chỉ là rừng núi, mà không gian cũng còn đậm cả cái tính của làng quê. Ví dụ làng Cá chẳng hạn, làng quê ở miền đồng bằng á. Mình hy vọng là trong tương lai cái khu vực này, những ngôi làng bản Bon hay làng Cá, làng Yến ấy, sẽ xây dựng được những con đường đi vào tốt hơn. Bởi vì bây giờ đường đi vào xấu lắm, nên khách du lịch đi vào đây á, họ có thể là hơi còn ngại vì không thể đi ô tô vào được. Ngoài ra thì sau đó cộng đồng của những làng, những bản này sẽ thêm những hộ gia đình này, rồi có nhiều cái cách thức phát triển du lịch để có thể thu hút được khách đến đây.
chắc chắn là tương lai đây sẽ là một nơi phát triển. Do vậy thì nếu mà các bạn có ý định cân nhắc mua đất hoặc là đến đấy thợ trải nghiệm tham quan thôi thì mời các bạn hãy cùng đến nhé. Xin chào.